Cô Tinh Huệ, 158 phường 3 quận 11. 6 giờ đến 2 giờ. Nghề của mẹ cô chuyển lại. Cô bán đây 27 năm rồi. Đời trước là mẹ chị là bán ở dưới quê á. Lấy cái nghề của mẹ dưới quê. Nem rồi cái thịt ngoài đó là thịt lụi. Cô ở đây cô gọi thịt lụi. Chứ ở dưới quê cô thì kêu bằng thịt gì cô cũng nhớ nữa. Đúng rồi, kêu tiền. Hả? Còn ở đây là cô gọi thịt lụi cho dễ biết. Nên thì cô lấy cái thịt này cô lụi vô cái cây đó, cô gọi thịt lụi nó dễ. Ha. Nạc cái rễ vô lụi lụi. Có cục mỡ con, để cục mỡ vô cho nó mềm miếng thịt. À để cho nó mềm thịt ở ngoài, tại thịt ngoài cô sắc nó mỏng á. Quấn thịt vô, mỡ vô cho nó mềm miếng thịt. Hai cục thịt với nem, hai nem miếng bự đó. Cô cắt là 3 miếng. Với một cây chả giò. Đó là 30.000. Thịt nó cũng nó thịt nạc á. Thịt nạc cô ra cô xay ra. Xay ra rồi cô ướp đàng hoàng hết trơn rồi cô giả vô máy giả. Đó là thịt giả. Vô máy giả, còn cái thịt kia thì cũng để nguyên miếng. Cái thịt này nó ăn nó dai. Nó dai nem á, nó dai. Còn thịt kia nó giòn. Hay là cô dắt vô với đũa đúng không? Mà thời gian cô không có nhiều, tại cô quán cô nó hơi bị đông á. Nên cô làm cho nó nhanh. Hay cái dụng lượng cô dắt vô một chiếc đũa gì nó sẽ lâu lắm. Thời gian dắt nó cũng lâu. Nên cô phải lấy làm cho nó nhanh. Còn cái chả giò của mình đó là bên trong có cái nhân gì vậy? Nhân thịt với nhân ngon thôi, hai thứ thôi. Tổng hết á, khoảng 80kg. Bún á, giờ nó dặn bún đi. Nếu mà ngày chủ nhật thứ bảy á, là cô bán được 120kg bún. Ngày thường thì 80-90. Là chuẩn đó cô, 80-90. Ở bún bánh hỏi luôn. Còn nếu như ngày chủ nhật á, thì được 101-102. Bánh hỏi là dạng bánh nó khô, bánh nó bị hấp. Còn bánh là bánh bị bún á, thì nó bún lạnh, còn cái nó nóng. Nhằm người ta ăn thích ăn bánh hỏi nó khô, cái này nó ướt. Còn bún thì nó ướt, nó dễ ăn. Người bánh hỏi ra khô thì dễ ăn, thích ăn hơn. Người thích ăn khô, người thích ăn ướt vậy đó. Hai cái thứ nó khác nhau. Ăn bún nhiều hơn. Nhiều nhân viên ở nhà cô làm tới mấy người làm lận. Cái thời gian cái thịt đó cô quấn lại á, nó lâu lắm. Cái cục miếng thịt nó bự, nó tảng thịt gì nè. Để cục mỡ vô quấn lại. Lát mà tròn lại, cô có lấy đồn xiên vô. Rồi con nghĩ đi, một ngày 80kg như vậy nó sẽ lâu lắm. Ngày cô có mấy người làm lận. Cực nhất là cái thịt. Còn cái nem thì nó cũng dễ bẻ cho máy và giả ra thôi. Còn cái thịt đó cô phải tỉ mỉ. Từ cục. Cái bún của mình đó là mình sẽ ăn kèm với loại rau gì? Cô bán rau húng gấp cá, húng cây, quế, với tí tô, xà lách. Nó 3-4 thứ. Cái nước mắm của mình là mình có mấy loại nước mắm đó không? Cô lấy loại của Hưng Thịnh đó, 35 độ đạm. Là mình cũng về mình pha chế lại. Vâng, cô pha nước, nấu nước đường lên rồi pha với mắm Hưng Thịnh. 35 độ đạm nha. Nó ngọt ngọt con, chua thì ít lắm. Tại vì bún nó có hậu chua nhẹ rồi. Vô nước mắm là nó vừa. Nếu còn nặng chanh vô nó sẽ chua bún lắm. Còn đồ chua cộng với đồ chua cái nữa. Nên cô không có làm nước mắm chua, làm nước mắm ngọt nha. Đồ chua đó, còn bỏ vô bún nó thì lỏng ra, nó hậu chua rồi. À, nên nhiều nước mắm cô phải là nước mắm ngọt, không có chua. Vui lắm chứ, bán được nhiều là cô vui chứ. Nhiều người nói ở xa lắm, nhiều người ta nói ở xa ta lại. Thường ta lại, nhiều người ta cũng, thậm chí ở chạy gãy cũng có qua đặt cô nhiều bệnh viện, nhiều kiểu bệnh viện đặt cô lắm. Rồi hả, nhầm người ở Sài Gòn ta cũng vẫn ra đây nữa. Ta nói lâu lâu đi ngang ăn vô tình ăn một lần nữa không. Rồi người ta giới thiệu qua, giới thiệu lại đó. Rồi nó vừa miệng người ta thì ta đến. Mà cô bán là nhiều, nhưng ở xa người ta vẫn đến. Bán cái app nhầm khu quận 7 người ta qua đặt nữa đó. Quận 7 ta qua đặt luôn, cái app á. Có mấy đứa mà quay YouTube á, mấy đứa mà lại ăn chơi á, ăn rồi tự đưa lên mạng luôn. Tự nó đưa lên luôn, nó khoảng nó nói là nó ăn mười mấy năm. Bản thân nó cũng nói vậy. 8 giờ là cô bán dài luôn á, bán đông á, còn bắt đầu 6 giờ mấy thì bán thôi. Bắt đầu á, bán dài tới 12 giờ là khách đông liên tục. Ừ, mà 1 giờ, 2 giờ lại vắng là cô dọn đó. Bây giờ người ta ăn người ta nói trời bún bà ngon quá, vậy kia người ta nói vậy thôi chứ cô, thật chứ cô ăn chay nữa, cô cũng có... Cô ăn chay nữa, cô cũng có thưởng thức được cái món của cô nữa. Cái trọng lượng của mẹ cô đưa ra. Vậy đó, kiểu như công thức cô làm tất cả nhiều á là cô cân lượng không à, chứ không có niêm. Ví dụ bao nhiêu thịt là bao nhiêu đường, bỏ cái cân là ra thôi. Nên thì cô có niêm đâu, nó cũng có hiểu được cái gì á. Ăn thì bảo rằng người ta khen ngon, cô mới để y như vậy, trọng lượng gì cô làm tới. Còn bây giờ ai nói gì cô thay đổi, còn không ai nói gì hết, nó cứ lại bảo ngon thôi. Cô cũng muốn chị cho con cô đó, mà con không đứa nào chịu hết trơn á. Nó cực quá,
thật sự là cực lắm, cực luôn. Con nghĩ bán cơm sườn nó còn dễ nha. Bán cái này con tỉ mỉ từ miếng thịt, từ cục, từ nhỏ, từ miếng vô, lụi đó. Nó cực lắm, rồi chả giò con thấy không? Không có nghề nào mà cực bằng cái nghề này đó. Chả giò con cũng tỉ mỉ từ cuốn. Còn như con bán cơm tấm này nó quá dễ rồi. Bán cái này mình nuôi sống con mà, nuôi nó lớn mà. Cô tên Huệ, cô Huệ thịt nướng, bún thịt nướng em nướng chả giò. Mà cô Huệ bán là mấy chục năm rồi đó. Bán từ đời mẹ đó, giờ tới đời cô Huệ. Tới đời cô Huệ mà lâu rồi đó. Mình bán từ mấy giờ tới mấy giờ? 7 giờ cô Huệ mới bán. Bán tới mấy giờ? Bán tới 1 giờ. Chợ Thái Bình. Quận 1. Từ đời cô Huệ tính ra cũng đời mẹ cô Huệ, tới đời cô Huệ là 70 năm có đó. Tại giờ cô Huệ năm nay là 60 mấy rồi. Cô Huệ là 60 mấy tuổi rồi. Tính đời mẹ luôn là 70-80 năm á. Mình bán là bao nhiêu món? Có thịt nướng nem nướng chả giò ra. Mình chuyên về thịt nướng nem nướng chả giò. Giá cả mình như thế nào? Giá cả thì cũng vậy, 35.000 đầy đủ hết. Mà mấy năm nay giờ không có lên giá. Giá này là giá bình dân á. Người nước ngoài bán cũng vậy á. Không có lên giá, cây nhỏ còn thêm vô. Yến cho ông Tây đi. Ông Tây một tô. Mâm là 50. Mâm là để rau riêng cuốn ăn á con. Còn này là tô là đầy đủ hết. Tô đầy đủ là có 3 loại. 3 loại luôn. Muốn ăn hai loại thì cũng được. Ví dụ như ông ăn chả giò thì mình thêm thịt vô. Không ăn chả giò thì mình thêm thịt vô. Nói chung là đồng giá 35. Có bán nem nướng riêng hay thịt? Có, nem nướng riêng là một cây vậy là 25.000. 25.000 là giá này cũng lâu rồi đó. Mà này cô gọi lấy thịt của Vích Săn, không có heo của Vích Săn chứ không có lấy heo ngoài. Nướng là không phải có xe, chứ không có phải là nướng nguyên miếng. Không, cái đó là sườn nướng là riêng. Cái miếng đó là sườn nướng, là bên bán cơm. Còn cô là thịt nướng. Đúng rồi, que tre luôn. Đúng rồi, que tre. Gốc Hà Nội, mẹ là gốc Hà Nội. Bây giờ mình là người Nam, mình cũng hơi chế biến một chút. Tại vì gốc Hà Nội thì nó ăn nước mắm mặn lắm. Còn mình là gốc trong Nam, nước mắm hơi pha ngọt một chút. Bán nghe kỹ, trong Nam thì nước mắm nó hơi ngọt. Chứ ngoài Bắc á, thì nước mắm nó hơi mặn. Một là mặn, hai là lõn, ngược lõn gì đó. Tại kỳ đó cô gọi cái ra Hà Nội ăn á, nước mắm như chăn canh vậy. Cuốn chả đó, như chăn canh vậy. Xong cái nó tuốt thịt bỏ vô trong chén nước mắm á. Cái đó là gốc Hà Nội đó. Còn mình trong miền Nam mình nó lai rồi. Cô một ngày là mình bán tầm bao nhiêu? Tùy theo con ơi. Chuẩn bị thì chuẩn bị buổi tối rồi. Sáng mình ra mình dọn hàng bán thôi. Buổi tối là mình làm ướp. Đúng rồi, ướp thịt trước ngày. Công đoạn này cũng thấy cực. Công đoạn hả? Công đoạn làm này cực nè. Cái này làm cực lắm. Phải quết giả này kia cho nó dai á. Mà thịt phải là thịt dẻo nó mới làm ngon nha. Thịt mà heo nước là làm không có được. Bởi cô Huệ mới lấy heo của Vích Săn. Tại vì heo Vích Săn là thịt của nó khô, nó không có bơm nước. Cô bán lâu năm vậy là khách quen? Khách quen nhiều lắm con. Đa số là khách quen tao mới biết, tao mới quay vô trong cô Huệ. Cô Huệ bán phía trong chứ mà khách quen tao biết, tao quay vô. Chứ có người đi xa quay lại kiếm cô Huệ. Đúng rồi, trời ơi, thiếu gì. Mấy chục năm tao quay lại tao kiếm cô Huệ má. Quen á con biết không? Khách nước ngoài cũng nhiều lắm. Tại mình ở gần đây khu Tây Ba Lô nó nhiều quá. Cái món này ăn là khách nước ngoài có nhận xét gì có kiểu đó. Cái đó cô Huệ không có làm, tiếng Anh. Nhưng mà đa số là tụi nó ăn xong tụi nó làm vậy nè. Very good. Ok. Cô tên là Hà. Nhà chị là quán bà Tám, là món tôm càng, là nổi tiếng nhất. Đó, với chạo tôm.
nem nướng, thịt nướng 50 năm rồi. 1028 38 ngay chỗ đường Lên Tôn, đi thẳng cửa Bắc đi vô chợ Bến Thành. Hồi xưa đợi đời bà ngoại bán rồi đến đời gì. Bây giờ chị là chỉ người ưu xin thôi, bà chủ đi ở nhà. Cô là người làm bà Tám từ xưa giờ, chị làm bà Tám 30 mấy năm rồi. Bây giờ bà Tám lớn tuổi rồi không bán nổi thì chị bán, tại con bà Tám đi nước ngoài. Có dừa thập cẩm á, vừa có chảo tôm, vừa có nem nướng, vừa có chả giò. Thịt nướng là một tô 60 ngàn, còn thịt nem chả giò cũng 60, tại vì mỗi cái mình bớt lại chút chút vậy, nhiều bỏ nhiều nguyên vậy ta ăn nhá. Còn thịt nem nướng thì 50, tôm càng một tô hai con 120. Khách quen của chị mấy chục năm thì ta thích ăn tôm càng với thịt nướng. Chứ không nghe mình nói là có cái chảo tôm nướng đó, cái chảo đó, cái chảo tôm đó thì mình ăn nó tứ vị nó sẽ như thế nào? Nó có dai dai mà dai mà mềm, nó không có dai dắt dai nhắt nha, nó vừa tầm vừa thôi. Cái này là mình làm nó như thế nào cô? À, ở nhà làm em thì tôm với mỡ thôi, rồi giả rồi thôi. Tôm tươi luôn đó. Đúng rồi, với mỡ thôi, trộn vô thôi, rồi lăn vô cây mía. Mấy bà già về hưu rồi mà bắt chước theo nghề nó làm thôi. Bắt đầu khách mua thì chị bắt xuống ha, nướng lại nóng thì khách ăn thôi. Có chứ, yêu cầu phải tươi. Chứ tôm bụng này khách không bao giờ ăn. Đồ tươi mà, chứ đâu phải lột ra để nguyên con, là khách bỏ vô nước mắm mà trộn lên ăn. Đặc biệt là ngon nhờ nước mắm tươi. Từ hả 7 giờ sáng đến 6 giờ chiều. Tại vì 4 giờ chị phải ra đây làm đồ rồi. Sáng ra phải làm chứ không có làm sẵn. Từ xưa giờ chị không bao giờ bán mà đo liền. Tại vì trong nhà mình mà chị không có căng ở bao nhiêu gam hay sao á. Chị lấy cái muỗng rồi chị dít ra chị nhắm thôi à. Bởi cái khi dậy khi mỏng. Nem nướng mình khác hơn nem nướng người ta. Nem nướng mình không phải giống như bít xăng. Trời ơi, nem nướng chị mang qua Pháp luôn mà, qua Úc luôn mà, Úc gần mà, có Mỹ là không được thôi. Đó, kiệu thì khách thích kiệu quá thì tươi phải bào vô đồ chua là khác. Còn kiệu cho ngâm chua là khác, nó làm cho đồ chua mình thơm. Tại vì đồ chua ở nhà làm, ở nhà làm hết, không có gì mà mua ở ngoài đường hết á. Từ xưa giờ, từ cộng đồ chua ở nhà làm luôn. Đó, một tô vậy là 50 nè, đó. Mình bán cái thương hiệu nó còn có tồn tại hồi xưa. Chứ tuổi trẻ em bây giờ ăn cái món đó là chế biến nó khác. Đó, tuổi trẻ em bây giờ bán là phải chế biến cái này cái kia, tụi em mới thích. Còn món chị là lâu đời rồi, cái vậy hoài. Nhà chị không có xài thịt mỡ nha, nhà chị sạc lưng không à. Tại vì khách ở đây không ăn giờ ăn mỡ. Tụi em học sinh đó, thì mấy đứa học sinh thì chị bán giá bình dân thôi. Tại vì nó còn đi học mà. Hà Nội mà kiểu như Hà Nội trẻ trẻ kìa. Đó là mấy đứa em trẻ trẻ như em vậy đó. Chị vô chị giới thiệu à, em ăn thử bánh hỏi đi miền Nam, bún trộn miền Nam. Tại vì miền Bắc của em là nước nhiều, miền Nam thì nó khô. Mình phải diễn tả rồi xong rồi mình phải kêu người ta chế hết mắm vô trộn lên ăn. Rồi hỏi ăn là có ok không? Ok cô. Anh nước ngoài nhiều khi mình giới thiệu em, mình có thiệt đơn nè. Tiếng Anh đó mình kêu nó ăn thập cẩm đi, bỏ cái một chút, có cái này mình chỉ mà món này vô một tô ok là ta đi mấy chục năm rồi trở về ta nói cũng còn thương hiệu ta ăn 30 năm luôn á. Hồi lúc còn bà Tám còn trẻ đến bây giờ luôn á, đời con người ta nữa. Đặc biệt này mình nếm nó đậm đà hơn người ta. Không, người nước ngoài người ta cũng dễ ăn hơn. Không, người nước ngoài thì theo người em, người ta ăn ta còn ghé lại mình nữa chứ, chứ đâu phải ta đi luôn. Mấy năm sau trở về còn ngồi tới quán nha. Chứ không phải người ta là ta đi rồi không tới đâu. Cô tên là Ngọc Mai. Dạ, ở đây mình bán món gì? Cô bán bún thịt nướng với bánh cuốn thịt nướng. Sáng Bình Định, mà cái này là Bình Định Phù Mỹ. Chứ còn không phải là Tây Sơn. Tây Sơn thì riêng nữa, biệt riêng khác nữa, Tây Sơn thì khác nữa. Nhưng mà đây là bún thịt nướng Bình Định mà Phù Mỹ. Nó khác nhau là ví dụ như đây là cuốn khác, mà đó là cuốn nó có trứng vịt vô nữa. Mà bán 4 giờ là đến 8 giờ rưỡi là hết. 198-1A, phường 12, quận Bình Thạnh. Đường Phan Văn Trị. Nó tô bún thì bún nè, rồi thịt nè, rồi chả ram nè, rồi chả giòn nè, rồi cái mà có một cái đồ chua đúng không? Đồ chua, rau rồi nha, rau thơm các loại đó. Mình bán số nhiều mà.
bán số nhiều cái nhẹ nhẹ cho toàn sinh viên không? Cũng lâu chứ, cái này ra mới thì trong đó là tôm đất, nhưng mà nó vẫn có là thịt, một ít thịt xay, rồi mình mới ướp, cũng ướp, rồi mình làm lên, rồi mình xay ra, rồi mình mới ra gói, gói rồi mình mới nướng lên. À, rất là kỳ công. À, kỳ công lắm. Thì cái quá trình mình chuẩn bị cái món này mình bán thì mất nhiều thời gian không? À, mất nhiều thời gian lắm. Sáng làm là chưa xong là đã có khách nữa. À, tự nhà làm hết thì chả ra mà mình cũng tự làm, rồi bánh tráng chiên giòn cũng tự làm, cũng tự làm hết, mình làm đâu là hết đó. Một ngày cô bán mình mấy chục ký thịt. Bánh tráng thì cô cũng mua ở ngoài Quy Nhơn vô, Tuy Phước Quy Nhơn, còn tôm thì cũng ở ngoài Phù Mỹ gửi vô, tôm đất. Tại vì mình bán ở Sài Gòn nó phải hợp ở Sài Gòn hơn. Nhưng mà cô thấy mấy sinh viên rồi là khách ở Bình Định là đến nhiều. Khách ở Bình Định, quê mình đến nhiều. Tại vì quê cô hồi đó là người ta thường ăn cái này, hình ăn hàng ngày luôn. Ăn món này món hàng ngày luôn. Ăn hàng ngày luôn không ngán. Bao lâu? Cô bán chắc được năm mấy à. Nhưng mà cái cơ duyên nào mà nhà mình mở ra bán món này? Cô cũng vô trong này cái đó cô thấy cái món ăn của cô này, rồi cô làm rồi cô đãi mấy người Sài Gòn này, người ta thấy là có vẻ thích hợp, người ta mới nói là thôi giờ mình có thể bán cái món này, thấy nó cũng hay hay. Dạ. Cô tự làm ra bán luôn. Dạ. Nhưng mà ở đây giá của mình bán bao nhiêu? Giá là một tô chỉ có 25.000, còn một cuốn thì chỉ có 15.000. Chứ hồi mấy năm cô làm lửa than á thì nó hơi phiền. Phiền lý do là nó lên rồi nó khói. Mà nó khi nó tắt lửa mình quạt là nó bay tro lên trên thịt. Thành nó mất thẩm mỹ đi. Rồi là cô mới nghiên cứu ra tìm cái lò này. Nó rất là hợp mà rất là vệ sinh. Nó cũng như dạng cũng như là lò vệ sắm vậy đó. Nó có lửa, nó có cấu tạo lửa trên xuống đó. Còn cái xác thịt là cô phải mua cái máy xác thịt mà xác ra từng lát lát. Chứ không là mình ngồi mình xác từng lát vậy là biết chừng nào cho có. À, cái máy xác thịt nữa, bỏ vô là nó xác từng lát ra là một ngày cô xác 2 mấy ký thịt. Dạ. Còn cái cuốn đó thì trong đó sẽ có cái gì cô? Cuốn thì chắc nó cũng vậy chứ mà nó không có đồ chua sao? Rau dưa, có dưa leo. Rồi rau các loại, với là thịt, với là ram, rồi bánh giòn, cuốn vô. Đậu phộng mình cũng tự rang luôn. Tự rang đậu phộng mà mình xay nó còn. Xay luôn, con cố xay đậu đàng hoàng. Cái này gọi là nước mắm đậu phộng đó. Nước mắm tương đậu phộng. Tương đậu phộng. Hình như có hai loại. Cái tương đậu phộng nguyên chất thì mình ăn với cuốn. Ăn cuốn. Dạ. Còn cái mà ăn với lại bún thịt nướng là có pha mắm chua ngọt vậy? Có pha mắm chua ngọt vô. Hai cái sẽ khác nhau. Thì thường ở đây khách sẽ thích ăn, nếu ví dụ như có khách nào mà người ta ăn bún mà ta ăn với lại cái tương đậu luôn không? Ăn chút pha nước mắm không? Cũng có. Rồi có người ăn mắm không? Có người ăn đậu không? Có người ăn hai thứ lộn lại. Dạ, cái này khách đã dặn trước. Đúng rồi, nhà ta ăn quen là người ta tới người ta nói. Nó cho con nước tương không, có người thì cho con nước mắm không. Hình như hầu hết từ ngày bán tới nay là 10 người ăn khen hết 10 người. Chưa ai có nói gì, ai cũng đều khen. Có ai cô cũng mừng. Rẻ quá không? Có. Có nhiều người ta có hai cô kia đến ăn hỏi chứ cô kia đố cô nọ tại cô đó ăn trước rồi mới dắt tới hỏi chứ mày biết bao nhiêu tô không, cái cô đấy mới nói là cái gì chứ cũng phải rẻ cũng phải 45.000 tô, cái cô đây cô mới nói thêm 5.000 nữa được ai tô. Cô trời, cô nói sao mà rẻ dữ. Dạ. Không có khách nào mà ở xa không cô? Trời, xa lắm, tìm mấy chục cây số lên mới tìm lên ăn cái này.
xa ở đâu cũng chạy lên hết, con chua cho con đi xa lắm cô ơi, cô mấy chục cái số con lên con mới tìm lên ăn được nè. À, ai cũng nói đợi ở xa cũng lên, Bình Dương cũng lên cái gì, à, Dĩ An rồi ở đâu đâu xa, Thủ Đức đồ gì đâu, Bà Chiểu là gần nhất đó. Bình Thạnh đây. Hình như hầu hết mà khách gần gần đây là hình như là người ta ăn thường xuyên, có nhiều người là ăn ngày, nghỉ ngày, hai ngày ăn lại, ba ngày ăn lại hả? Chứ không. À. Hả? Chắc là người ta sẽ... người ta mời món nào với cô, cái cuốn hay là cái bún? Mà cứ thấy người ta, nay người ta ăn bún mà mai người ta ăn cuốn. Có người thì người ta ăn một tô bún một cuốn. À. Chị là chị Vân, quê ở dưới Bến Tre, buôn bán bún thịt nướng chả giò, bán từ năm 1996 cho tới hôm nay. Em không có tên, em bán làm lề đường vậy đó, cứ để bún thịt nướng số 1 Nguyễn Trung Trực vậy đó. Tại nhà mình địa chỉ ngay số 1 Nguyễn Trung Trực thì mình để địa chỉ vậy luôn cho nó dễ. Nên bây giờ người ta quen, người ta nói bún thịt nướng số 1 Nguyễn Trung Trực cơ mà. Thời gian bán từ 6 giờ sáng cho tới 8 giờ tối. Lúc đầu thì mình nghỉ bán, cũng bán chơi, bán để kiếm cơm sống qua ngày thôi. Chắc do cũng nấu nướng mình làm cũng bằng có cái tâm vậy đó. Mình thấy cái nào ngon là mình chọn cho khách ăn vậy đó. Còn cái khách từ từ giống như cũng thích ăn những cái món của mình, nhưng cũng nhiều chỗ bán lắm mà tao thích ăn đây lắm. Giá là 60 ngàn. Menu là bún thịt nướng chả giò, chỉ có nhiêu đó thôi. Chỉ có nhiêu đó thôi chứ không có gì á. Và một cuốn chả giò và một cây thịt, nhưng mà tinh mặt đồ đậu phộng, củ kiệu, đồ những cái món thức ăn mà nó nằm trong tô nó ngon lắm. Nó kèm theo cũng như đậu phộng ở nhà tự mình gan. Còn củ kiệu thì mình làm kiệu đường. Kiệu đường mà làm đẹp lắm nghe, làm cắt gọn đồ sạch sẽ lắm, giòn giòn phiếu luôn á. Cái chén nước mắm là có một hai cái củ kiệu vô luôn á. Ăn chén nước mắm là xứng đáng đồng tiền với tô bún luôn á. Thịt là thịt nạc dăm. Giờ mình rửa bằng nước muối đồ vậy cho nó sạch sẽ rồi mình đem vô mình ướp mật ong đồ gia vị vậy đó. Dầu mè. Mình cảm thấy ngày nay nếu mà ướp không ngon thì ngày mai cái mình sửa rồi vậy lợi vậy đó. Nói chung là ướp có một thứ à. Giống như mình ăn mình cảm nhận mình ngon sao là mình phải ướp giống vậy theo cái khẩu vị của mình vậy đó. Nạc dăm á, mà nạc tươi nha, không có mua đồ lạnh đâu nha. Bán tại không phải bán đây không mà bán cho bỏ mối cho mấy cái nhà hàng nữa. Nên một ngày bán gần cả 100 kg thịt á, phải ghim từ cây nên công đoạn nó nhiều lắm. Nó canh gì thấy nó vàng trở vậy đó. Làm mấy chục năm rồi nên nó quen rồi. Thì nó thơm á, giống như thăn nước vậy, nó thơm lắm cưng. Còn nướng mà mấy cái bếp điện thì ăn nó cũng ngon nhưng mà nó không có cái thơm của mùi than đó cưng. Thịt thì phải nướng qua than nó mới ngon. Giống như nướng theo này, cướng theo kiểu nhà quê vậy đó, diễm xài than vậy đó. Nó mềm mềm nhưng mà nó ngọt ngọt. Rồi cái hậu nó giống như có nó thơm thơm mùi dầu mè này vậy á. Nhưng mà khi nóng vậy nè ăn ngon lắm. Chả giò cua tự làm ở nhà, cua, thịt, môn, gia vị chắc cộng cả 1000 cuốn á. Nồi cưng thấy trưa bán khách vậy là 400-500 rồi mà bán cho tới chiều luôn á. Để làm chả giò thì sắn môn rồi củ hành rồi vậy á, thịt rồi gia vị đồ vô vậy đó. Nó giòn giòn ở trong cái nó có cái môn á, nó thơm mà với củ hành rồi cua đồ á. Rồi bánh tráng thì bánh tráng nhà quê người ta tráng, bánh tráng gạo vậy đó. Đặt người ta tráng cho mình á. Cái đó thì chị nhà chị nấu bằng nước dừa sim á, rồi với đường rồi chị pha nước mắm bổ củ kiệu vào. Tại vì ở nhà quê chị là ăn nước mắm củ kiệu, chị quê Bến Tre đó, thì chị ăn chị cảm giác ngon thì chị cũng phải chia sẻ cho khách ta ăn ngon giống như mình vậy đó. Rồi cái sau này khách ta thích luôn, ngọt ngọt chua chua theo kiểu miền Tây. Chị pha sệt á, nước mắm sệt á chị làm, bởi vậy thùng nước mắm của chị nó rất là mắc tiền đó. Nó giòn giòn, nó ngọt ngọt, nếu mà ngâm chung nước mắm thì nó hơi mặn nhưng nước mắm chị pha nó không có mặn chát giống người ta pha, mà kiểu mà nó thanh thanh á. Bán khoảng 4-5 thùng á, một thùng khoảng là cho 15 lít đi, mình phải bỏ miếng tỏi vô, tỏi củ kiệu với ớt xay. Công đoạn thì nướng thịt là quan trọng rồi, chiên chả giò tại vì thịt nướng nó hơi lâu, nướng xong phải cắt mấy cái ghìa cho nó sạch sẽ nữa, tại vì nướng nạc dăm nó mấy cái ghìa mỡ mỡ nè, mình phải cắt lại cho nó sạch với mấy cái nước ướp này nó thấm vô, nướng kịp nó bị phật. Món này là mình ăn kịp cái đâu gì vậy? Rau thơm á, dầm quế, húng cây, dắp cá, húng lưỡi với lại xà lách, dưa leo, giá. Vui thì cũng phải vui mà coi khi nhiều khi đông quá cái làm không kịp, cái người này cũng như là nói qua nói lại thôi, vậy cũng một vài tiếng thôi chứ không có gì hết trơn á. Giống như mình nghĩ thôi gán làm cho ngon đi, khách người ta ăn mà tự nhiên ta ăn cái ta cảm nhận tâm lòng người ta, tới tâm mình làm ngon sao cái giống như người ta ăn người ta cảm nhận giống y như cái tâm của mình suy nghĩ vậy đó. Cho người ta ăn ngon, người ta ăn vô người ta cảm thấy ngon, cái người ta giới thiệu người này kia. Đi về chấm hoa hậu của chị Châu ở Tây Ninh á, về ghé đây ăn thì tổ mới lại có nói thì giống như cổ thích ăn ở đây vậy đó, mỗi lần về đây là ăn vậy đó, ăn được hai lần. Cái món này là hoa hậu Philippines thích đó, nước ngoài về khoái ăn lắm. Có một cái cô đó đi về á, ăn liên tiếp 3 ngày mà cổ nói ông chồng cổ thích ăn ở đây dữ lắm, húp một lần 3 chén nước mắm, húp nước mắm không á. Mỗi loại 30 kiểu là 20 ngàn chén, bún thêm là 20, còn chén nước mắm là chị bán riêng 10 ngàn một chén đó. Nhưng mà những khách quen là chị không có lấy tiền.
Một tô 60 ngàn nó rất là mắc. Nhưng mà với cái công cán nhà chị á, làm ra mà đồ ngon vậy, cái tô 60 này nó gấp đôi. Mà được đồ ăn ngon đó nên người ta tin tưởng vào mình làm ăn chất lượng á, rồi người ta thích. Thì chị có định chưa kìa chị ơi? Trời ơi, chắc không ai dám đảm nhận cái nghề này quá. Cực quá. Tại chị hồi xưa chị ở quê chị làm những cái này quen rồi. Nói chung là công đoạn của chị rất là cực. Cái gì cũng cực, từ thịt nướng, từ chả giò, rồi khâu nướng, khâu gì nó cũng cực hết trơn. Thì mình cũng cảm ơn khách hàng trong cũng như suốt thời gian qua đó, người ta ủng hộ mình. Nói chung là mình cũng mang ơn khách hàng nhiều lắm. 25 tuổi rồi. Mình bán ở đây địa chỉ là 55 Nguyễn Công Trứ, phường 19, quận Bình Thạnh. Mình bán từ 2 giờ đến 9 giờ. Khách tới nhiều quá nên mình hết sớm. Rồi cái chừng 7 giờ là mình hết, có khi 6 giờ là mình hết luôn. Thì bữa vậy đó thì khách tới đông thì mình hết sớm. Còn khách cứ tới giảng lai thì mình cứ tới 9 giờ là mình hết. Bún thịt nướng Cô Lan từ mẹ truyền lại, mẹ em thì bán được 26 năm rồi. Còn em thì mẹ em truyền lại cho em từ hồi lúc 18 tuổi. Mẹ em bán cái này cũng được gần 10 năm rồi. Không, em không có đi học nữa. Lúc mà em học tới trung học cơ sở thì em nghĩ là em bán giùm mẹ luôn. Chứ em không có còn đi học nữa. Tại vì đó mẹ em mắc nợ, giờ mẹ em trả không được thì mẹ em mới bỏ đi. Thì em thấy vậy thì em ra em gánh giùm mẹ em thôi. Ba anh em ạ, em là em Út, còn hai anh ở nhà mà mình em bán chính á. Ướp thì em ướp có chừng tiếng á, tại vì em không có bỏ màu, cũng không bỏ cái gì hết á. Em chỉ có đường với bột ngọt với lại hành tỏi thôi cho nó thơm thịt thôi. Trong quá trình mà em hỗ trợ mẹ em từ trước đó tới giờ có cái gì khó khăn không? Dạ không chị, cũng bình thường thôi. Em nghỉ học thì em phụ mẹ em thôi, tại bố mẹ em không có người phụ cho nên là em phải nghỉ nhà phụ mẹ em. Bây giờ mà mẹ em thấy em làm được nên mẹ em truyền lại cho em luôn, một mình em làm hết. Ướp thịt là em làm, còn lặt rau thì là mẹ em lặt rau. Mẹ làm cũng được, tại vì mẹ em cũng còn phụ em. À, anh chị em cũng phụ, hai anh cũng làm phụ vậy luôn. Có phụ em tới tối về rửa chén. Thằng em thì tới bán xong thì em đi chợ. Chợ về sáng mai ba kéo đồ về sáng mai bán tiếp. Rồi cũng có gì phụ. Một ngày á em bán cái chừng 15 đến 20 kg thịt á. Giá cả của tô bún là 40, em không có lên. Tô bún này đâu có bao nhiêu thịt đâu, 40 ngàn đã mắc rồi. Em lên này thì khách bạn nghỉ mắc quá là không ăn. Công đoạn chuẩn bị của mình vậy có mất nhiều thời gian? Từ sáng sớm mình làm từ 8 giờ hoặc là 9 giờ mình làm. Mình làm cái chừng 1 giờ mấy gần 2 giờ mình dọn ra. Thịt này mình cứ dọn nó làm cái gì vậy? Nạc dăm chị, chỉ nạc dăm thôi. Không có ba đội cũng không có gì hết. Không có trộn gì hết, toàn bộ là nạc dăm hết. Có chị, 12 ngàn một cây chị. Cái chả giò đó ở nhà em làm không? Dạ, nhà làm hết đó chị. Không có nào em mua ở ngoài hết đó. Cái nhân ở trong nó là gì? Thịt tôm, khoai môn, củ sắn. Rồi vậy thôi, nấm mèo được. Từ chưa có gia đình thì người ta lập gia đình luôn. Cũng tới đây vẫn ăn luôn. Rồi có người ta dắt con người ta lại ăn luôn. Chị ướp càng nhiều quá, chị ướp càng mạnh, chị bóp càng mạnh thì nó càng ngon thôi. Thì nó càng mềm cái miếng thịt. Thì nạc dăm nó mềm sẵn rồi, chị bóp nhiều thì nó mềm thôi. Nướng lên nó cũng mềm hơn. Thịt nó đang mềm mà chị nướng nó mềm. Khi mà khách ăn thì nó là mềm hơn. Chả giò mình có bán riêng? Có luôn chị. 10 ngàn một cuốn à. Hai tuần trước thì chả giò nó có cua. Thì giờ này cua nó lên nhiều quá nên em chưa có bỏ cua. Dạ, hai tuần trước em có triển khai cái mới là em bỏ cua vô. Thì khi mà cái giá xăng nó cao quá rồi cua nó cũng lên cao quá nên em không bỏ cua nhiều mà em bỏ gấp đôi tôm vô.
Bình thường em ta bán 8.000 cuốn á, giờ em bán 10.000 cuốn chả giò. Cái chừng 5 giờ tới 6 giờ đó. Đó giờ đó là khách vô nhiều. Một cái Novaland ở bên bên Sở Thú á, là buổi chiều thì nó hay gọi cho em 4-5 hộp rồi em đi giao thôi. À, mình có đi giao luôn hả? Dạ có. Thì chỉ có gần gần ở đây thì tự em đi luôn, không có lấy ship. Còn mà xa quá thì nếu mà có người bán giùm em á, có đi xa thì em đi được, cũng không lấy ship luôn. Vui á, bán vui á, chỉ có một là khách đông thì tới nó cứ hối tới, thì khách nhiều người khách lắm thì người hối người không hối, với lại công an hốt á, mình chạy thì vui thôi. Mình nghỉ học sớm vậy em, kiểu mình cứ dạ, không ra đã có 2 tiết cái này là mình nghỉ học. Dạ không chị, chắc do cái nghề của mẹ em nó chọn em rồi chứ nó không cho em đi học nữa. Em nghe lời mẹ truyền á, là khách hàng á thì muốn ăn cái gì nhiều thì cũng cho, thì có thịt nhiều là mình không cho được thôi. Rau giá rồi gì muốn nhiều thì cho nhiều, bún nhiều cho nhiều luôn, cho không tính tiền á. Cũng ăn nhiều thì cứ nói thì đem làm nhiều, cũng như vô kêu tô bún nhiều thì chạy trong bếp làm bún nhiều, còn kêu tô rau nhiều thì em cho rau nhiều chứ không tính tiền thêm. Nhiều người khách nói em mà em vui, nhiều người khách em mà mới vừa nói luôn á là chiều khách. Có nhiều người tới cũng vì chả giò, có chả giò mới ăn, à không có chả giò là không ăn. Khách tới lúc nào cũng hỏi buổi tối á, chứ cần buổi chiều á là khách tới hỏi là còn chả giò không em, nó hết rồi cái là họ đi đó vậy đó. À, năm nay em 26 tuổi, em ra từ lúc 18 vậy đó, cũng gần 10 năm nè. Nhìn vui thì không có chị ơi, tại vì cũng vì cuộc sống thôi chị ơi. Dạ đúng rồi, vì kinh tế, vì cuộc sống thôi, thì cuộc sống mình phải bán thôi. Mình không bán thì mình không có gì để mình sống hết đó. Hầu như là không được đi chơi đó, tại vì em bán tới tối. Rồi xong rồi em đi chợ, rồi xong về nhà cũng có chừng là 12 giờ rồi, cũng không được đi chơi. Khi nào mà có người nhà nhiều thì em còn dám mở rộng quy mô, chứ còn ít quá thì em không dám mở. Cô là chủ quán bún thịt nướng Cô Nga ở đường Vĩnh Khánh. Cô bán từ 5 giờ chiều cho tới 3 giờ đêm. Ở đây là cô bán bún thịt nướng, chả giò, nem nướng với lại bì. Nghề này là nghề gia truyền 3 đời rồi. Bà ngoại xong rồi tới má tới cô là 3 đời. Cô là tới đời thứ 3. Cô rất là yêu nghề, cô yêu nghề lắm cho nên là cô chỉ bán duy nhất một món này thôi. Làm theo công thức gia truyền của tổ tiên. Chính cô là người sản xuất ra các mặt hàng. Coi như là tổng gian hàng của cô một ngày là cỡ 60kg thịt. Còn bún thì cỡ chừng 80kg tới 90kg. Chỉ giờ là ý cô muốn nói là về chất lượng á hả? Chất lượng thì cũng là làm thịt. Làm từ thịt với lại kết hợp thêm những cái gia vị gì mình tìm hiểu cho nó ngon, tăng thêm chất lượng hết á. Một tô bún đầy đủ của mình là có thịt nướng, nem nướng, chả giò, bì. Là một tô bún thập cẩm. Giá tô thập cẩm như vậy? Thập cẩm có bì là 40, không có bì là 37. Tô đặc biệt là 50. Là có ba giá đó, đặc biệt 50. Có bì là 40, không bì là 37. Ở đây đặc biệt là mình có thêm đồ ăn. Còn ở đây cô có bán thêm nữa là ví dụ như chả giò này là 6.000 một cuốn, còn như cái viên nem này nè là 7.000 một viên đó, rồi còn cái thịt từ trong thùng này nè là 30.000 100g. Thịt đựng trong thùng là cho nó có độ nóng dai lâu, khi tất cả khách hàng ăn đều nóng ngon và mềm thịt. Thịt nướng của mình đã có ướp bao nhiêu lâu để cho nó thấm? Phải trên 3 tiếng đồng hồ.
Thì thịt nướng thì nó đòi hỏi là phải ăn nóng mềm và ướp cho chất lượng thật là đậm đà thì nó mới ra mùi thịt nướng. Ở đây cô nướng theo gia truyền đó là cô nướng một lớp non trước rồi xong rồi cô lại ướp lại cái nước gia vị. Thì khi mà nướng ra thì nó mới được cái miếng thịt mềm và mịn ngon. Còn nếu như mà con lười mà con nướng sơ sơ thì nó thành miếng thịt khô, không có mềm. Đúng ra đó là thịt nướng là xuyên theo cái cây. Nhưng mà là do trời thương quán cô bán rất là đắt, cho nên cô không có nướng nhỏ nhỏ, không kịp để cung cấp cho khách hàng. Cho nên là cô phải nướng bự. Nhưng mà công thức thì vẫn là công thức của bún thịt nướng. Sợi bún của mình là sợi bún gì vậy cô? Cô có hai loại, bún lớn và là bún Thủ Đức. Ai thích ăn bún nào thì có bún đó. Nem nướng thì đúng nguyên liệu là thịt heo, thịt xay. Nhưng phải kết hợp thêm những cái gia vị khác nữa thì nó mới ra được cái viên đó. Chứ không phải là thịt xay không. Thì ngoài bán tại chỗ thì cô có bán cho khách nào không? Có, cô bán app Bimin, Now, rồi Gojek. Bây giờ hàng cô là cô giới thiệu cho khách hàng biết nha, là hàng cô đặc sản là đu đủ. Nó hơn khác tất cả mặt hàng khác là vì ở khác người ta làm của cây trắng và cây đỏ. Nhưng mà cô làm cái nguyên liệu đó rồi nó mắc hơn cái kia nhưng mà nó rất là ngon. Tất cả khách hàng là ăn là đều chuộng cái món đu đủ đó. Nước mắm thì nói chung là cũng là nước mắm đường thôi. Nhưng mà công thức của mỗi hàng thì mỗi khác nhau. Nghĩ về cái bị mặn hay bị ngọt hay vừa ăn như thế nào cô hả? Nước mắm của hàng cô là bún thịt nướng nó đòi là chua ngọt. Nếu mà nói về hộp này nè là cỡ 2 cây hộp là 300 hộp. Còn tô đó thì trên 300 tô. Là lúc trước là bán bằng cái tô mũ. Nhưng mà cái tô mũ đó, cô thấy nó không có sang. Nó không có sang bằng cái tô. Thật ra cái giá cái tô này cô giới thiệu cho khách luôn, để khách hiểu luôn ha. Là cái tô này á là nó tới là 220 ngàn một chục, mắc hơn tô mũ. Cho nên là khách hàng cô phục vụ khách hàng với cách là sang trọng. Còn tô mũ nó có 100 ngàn nó bèo, cô không bán. Cái tô này là sang nha. Nhưng mà cô là yên chí về chất lượng cho nên là khách hàng ví dụ như là có ý kiến này kia cô cũng không có ngại. Nhưng mà chất lượng cô đã đứng vững thị trường rồi. Cho nên là cô không có ngại về cái vấn đề giống như là góp ý nhỏ nhỏ đó. Lâu lâu rồi thì vẫn có là khách hàng đặt nhiều lắm đó con. Khách hàng của quán bar nè. Rồi khách hàng đặt cho công ty đặt nhiều lắm. Cái số đặt lượng mà cái khách mà đặt nhiều nhất mà từ trước nay là bao nhiêu? 120 tới 150 hộp. Là quán bar nha, chuyên về quán bar. Quán bar đặt của cô rất là nhiều. Còn người từ thiện đặt cho từ thiện cũng có đó con. Ở đây được cô được khách hàng mệnh danh là bún thịt nướng chờ, rồi bún thịt nướng hẹn. Là coi như là bán đông quá phục vụ không kịp đúng không? Khách hàng của cô không bao giờ ra mà có được liền. Là nhưng mà giờ cao điểm của cô ở đây là 10 giờ tối trở lên là giờ cao điểm của hàng cô. Là vì hàng cô chuyên phục vụ về đêm. Còn từ 5 giờ cho tới 8-9 giờ tối là ra, nhưng mà cao điểm bắt đầu 10 giờ trở lên là rất là đông. Không bao giờ con lại con mua được một hộp bún liền. Lúc nào con cũng phải chờ trên 10 phút tới 15 phút. Khách hàng rất là thích cái vị của cái hàng cô. Nói khách hàng thường xuyên nói là khi mà ăn của cô rồi thì không ăn hàng khác được. Là khách là góp ý vậy đó. Với lại khách góp ý là quận 4 này là bún thịt nướng của cô ăn là đỉnh. Thì khách nói sao cô nói là cho tụi con nghe vậy đó. Sáng thì làm hàng nhưng mà chuẩn bị là 4 giờ, chuẩn bị 5 giờ là có đầy đủ tất cả các mặt hàng. Rất là cực. Ai mà mến nghề này thì thông cảm cho cô làm nghề này cũng rất là cực luôn, cực lắm. Nhưng mà yêu nghề thì phải làm. Hàng cô có thể nói là có những người ăn khỉa 14 ngày liền luôn. Cô quên giới thiệu cho tụi con nữa là hàng cô có bán đồ nhậu nữa. Đồ nhậu là sao? Là nhậu là chả giò, thịt nướng, nem nướng, đồ ăn nhưng mà không có bún. Hai người là 50 ngàn, bốn người là 100 ngàn, cứ như vậy nhân lên. Thì có cách nào mà ở xa biết đến cô Nga mà ủng hộ cô Nga? Rất là nhiều. Cô nổi tiếng là nhờ các bạn trẻ giới thiệu TikTok á. Quận 2, quận 9, quận Tân Bình, quận Tân Phú, tất cả các quận luôn đều biết cô á. Ở đây là khách của cô là đặt chả giò nè, nem nướng nè, thịt nướng đi biếu nè. Đi biếu bạn hàng đó rồi, giống như là hàng xóm này, nói chung người ta đặt hàng lẻ này nhiều lắm. Không nhất thiết là phải ăn tô. Khách đặt cái gì cô bán cái đó. Thì cảm xúc của cô Nga như thế nào khi mà mình theo đuổi cái nghề này nhiều năm như vậy rồi mà được sự ủng hộ để luôn khách hàng? Thì nói chung là thứ nhất là yêu nghề.
Thứ nhì là khách hàng thân thương của mình là ủng hộ mình rất là nhiều, cho nên là cô phải bán thường xuyên để phục vụ khách hàng mỗi ngày mỗi tốt hơn. Sẵn qua đây thì bún thịt nướng cô Nga Vĩnh Khánh cũng rất là cảm ơn quý khách hàng thân thiết gần xa tất cả các quận, nhờ các mạng TikTok mà cô có khách hàng đông rất là nhiều. Cô cảm ơn khách hàng rất là nhiều đã ủng hộ cô từ khi mà còn một gian hàng nhỏ bé cho tới bây giờ một gian hàng nổi tiếng đó. Cô cảm ơn khách hàng rất là nhiều nha, từ xa tới gần nha. Rồi cô tên là Loa, quán của cô là bún thịt nướng Hồng Văn đó. Cô bán được hơn 21 năm rồi. Địa chỉ của cô là 137 Trấn Hưng, phường 6, Tân Bình. Cô bán từ 7 giờ rưỡi sáng đến 8 giờ rưỡi tối. Giá thành thì lúc nào cũng nghĩ là thôi xin làm sao mà bán giá, làm sao mà cho các sinh viên đến được với mình, và những người lao động đó cũng đến được với mình. Bây giờ giá mình đang bán là 38.000 một tô. Còn chả giò lên chả giò thì ăn thêm thì 10.000 một cây, nem thêm thì 8.000 một cây, còn rau thêm bún thêm thì miễn phí hết. Nói chung là cũng vất vả rồi, đi lên từ từ rồi vừa học vừa làm, rồi mình siêu tầm, rồi mình ăn các nơi, rồi mình rút kinh nghiệm ra đó. Vừa làm vừa học hỏi nên mình rút ra làm được cái bánh ăn như ngày hôm nay. Với lại cái tâm niệm của mình là làm một quán ăn thì sao mà cho nó tốt cho sức khỏe mọi người, để an toàn thực phẩm cho mọi người, từ cọng bún sạch cho đến rau sạch. Kỹ nhiều cái lắm, cái gì mình làm được kỹ mà tốt là mình làm, chứ không có bỏ qua một cơ hội nào hết. Tô tập cạnh thì trước tiên là mình bỏ bún vô, rồi đồ ăn như thịt chả giò với nem với mè với hành rồi chua vậy thôi. Nhưng mà khách có nhiều người, người ta thích ăn cái gì thì mình bỏ cái đó. Có những người đồ ăn không thì không bỏ bún vô, thì mình làm theo yêu cầu hết. Từ xưa đến giờ người ta ăn cái chả giò bụng lắm. Ăn chả giò sắn khoai thì nên nếm đầy đủ vô các thứ vô. Mình nói chung là cũng mỗi người một cách làm khác nhau, chứ không nhất thiết phải một món hay mà. Nói chung tất cả là hàng tươi sống đó, là thịt heo hết. Ừ, tôi chỉ làm theo cách thức là làm sao cho nó ngon thôi. Bất ngờ luôn, bất ngờ mà muốn khóc luôn á. Nó vui mà không diễn tả được, tại vì mình thấy mình nhỏ bé, mình cũng thấy mình không là cái gì cả. Mình chỉ biết là mình làm ăn làm sao cho thật tốt, rồi mình cũng muốn có thu nhập hàng ngày, nhưng mà mình cũng không có phải là mình chạy theo cái lợi nhuận. Cũng không nghe nói, nhưng mà sau này thì vừa có một bạn nói cái là mình vô mạng mình kiếm, mình coi là mình biết hết rồi. Trước đó họ cũng đã gửi thư mời cho mình. Bên bưu điện gửi đến thì chỉ nói là mời ra nhà hàng dự là đầu bếp ngon của thế giới. Rồi lá thư này cô mới hỏi là ở đâu, từ đâu đến, thì bạn ấy nói là từ Trung Quốc gửi qua. Rồi cô bạn nói vậy thôi, rồi bảo vậy thì có thu phí mà không. Rồi bạn đi thôi, mình cũng không có tìm hiểu thêm á. Tự nhiên ra một buổi tối mùng 6 tháng 6 á, ra một cái là sáng mùng 7 đã mới là đông luôn. Mọi khi là bán tới tầm 8 giờ, có khi hơn 8 giờ, 8 rưỡi thì hết thì dọn. Mà hôm đó thì mới có hơn quá giờ trưa hết rồi. Cũng đang tăng lên từ từ. Mình nếu mà mình làm gấp đôi thì cũng hết đó, nhưng mà mình cũng chưa dám. Tại mình bán hàng mình không có thích là bán quá cố rồi bán hết, nên mình cứ từ từ mình nhắm lượng khách mình bán thôi. Hôm nay là ngày nào cũng hết, hết sớm. Khá lắm, có nhiều người ở Bình Dương hoặc là ở Long An, Cần Giờ
hoặc là ở dưới Biên Hòa á, người ta đi làm ở trên thành phố này một tuần người ta về là người ta ghé về ta mua nhiều phần mang về cho gia đình. Người ta nói thì mình mới biết nhưng mình không biết. Ta kêu là bây giờ mang về xa lắm là nhớ gói cẩn thận rồi để ra riêng cho người ta. Cái những cái người đó cũng hơi bị nhiều á. Họ cứ mua về để dành tối ăn hoặc là để mai ăn sáng. Còn ở xa đến thì đa số là ở xa mà không có ở xung quanh đây đó mới đâu. Có những người ta sinh viên rồi người ta ăn cho đến lúc mà người ta lập gia đình rồi có con người ta cũng vẫn quay lại. Mình cũng bận rộn mình ít tiếp xúc với khách. Có những người khách người ta nói em ở Gia Lai đó, em hồi sinh viên em ở đây nha, em ăn bún chị biết là. Nhưng mà về Gia Lai rồi lập gia đình và làm việc ở dưới đó thì lần nào có gì về thành phố là cũng ghé về để ăn bún mình mới về. Cô cũng chưa biết là cái gì. Rồi sau cái mấy người mới nói đó là thước đo ẩm thực đó cô. Đó là nhà đầu bếp của thế giới đánh giá mấy các món ăn nhà hàng ở Việt Nam. Cô không biết nên cô không có ra. Cô có thư mời nhưng mà cô không có biết gì. Tại vì mình không biết là cái gì á.